Cửa hàng Minh Nguyễn Auto xin kính chào khách trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2021. Thì bên em lại cập bến được một dòng vang X5. Dòng này có thể các bác có thể là X6 cũng được. Đấy. Nhưng mà dòng này thì cứ gọi là X5 đi. Nhưng mà về hình thức của này rất là đẹp nha các bác nhá. Dòng này X5 là bản cao cấp nha các bác nhá. Bản cao cấp. Nên là về hình thức mặt mũi của nó thiết kế nó cũng hơi khác một tí. Đấy, hơi khác so với lại những cái dòng X5 phím mềm. Đấy. Và chất lượng linh kiện thì nó cũng đều như nhau. Đây em sẽ quay cho các bác một dòng X5 này. X5 phím mềm đây các bác nhá. Đấy. Anh. X5 phím mềm. Dòng này là nó là dòng sản xuất đời đầu các bác nhá, đời đầu là dòng phím mềm này. Đấy, nhưng mà dòng này thật sự các bác là nó cũng rất là hay lỗi các bác nhá. Tháo luôn anh nhá. Đấy. Để em sẽ tháo cái con đời đầu ra và những cái con đời sau này. Đấy. Bản này bản nâng cấp về cái mặt hình thức rất là đẹp. Mã của nó là SP5000. Tên của nó là tên là SP. Đấy, thương hiệu SP. Đấy. Rất là đẹp. Còn linh kiện thì nó thật các bác là như nhau hết. Đây em sẽ xoay cái con này. Linh kiện đều là hai nguồn. Đấy. Tất cả thông số chữ đĩa của nó rất là chuẩn, đẹp. Đấy. Chạy chip 21375 Analog Device 21375 các bác nhá. Đấy. Đây là một con X5 đây. Đấy. X5 bản cũ đây các bác nhá. Đấy. Đều như nhau hết. Đấy, kể cả cái tem đằng sau đít của nó. Tem đằng sau đít của nó nha các bác nhá. Tem đằng sau đít của nó. Đấy, đều như nhau. Đấy. Thì con này thì nó bản nâng cấp, con này thì nó sẽ không, con này nó chỉ có 6 đường ra thôi, 2 4 6 đường ra thôi. Nhưng mà con này thì thật sự các bác nó lại là nhiều đường ra nữa. Con này nó 2 4 6 đường ra và thêm 2 đường ra hoa sen nữa nha các bác nhá. 2 đường ra rắc hoa sen nữa. Đấy. Bản gọi là cao cấp, còn tất cả tem mã đều như nhau. Đấy các bác nhá. Đấy, hàng rất là chất, là xịn sò. Chạy chip như nhau, chạy chip như nhau. Đấy, chip như nhau 21375. Đấy, và linh kiện cả tụ tiếc. Đấy các bác nhìn này. Đấy, tụ tiếc này. Đấy, không khác gì nhau cả. Đấy, như nhau luôn. Anh em quay cái dàn tụ này. Đấy, các bác nhìn những cái dàn tụ ở đây. Đấy. Dàn tụ đây. Đấy. Con này thì các bác thể gọi X6 được, thì con này nó sẽ thiết kế ra mấy cái chân này. Chân này là gọi là cắm ra, gọi là tín hiệu để ra những cái đèn nháy. Đèn nháy như ví dụ như những con X6, X10 đấy, thì nó sẽ có cái đèn nháy. Thì mấy cái chân này của nó. Đấy, mấy cái chân này là chân nó cắm ra để nó gọi là ra đèn nháy. Đấy. Thì cái con này các bác có thể gọi vào bản X6 được nhá các. Đấy, bản X6 không có đèn. Đấy. Thì tất cả linh kiện và ruột gan. Đấy, linh kiện ruột gan của con này thì là đều là như con X6. Đấy, nhưng mà con này nó sẽ không thiết kế cái mặt đèn quắc ở đây thôi. Ví dụ những con X6 này, đây em chỉ đây. Những con X6 nó sẽ có cái đèn này. Đấy. Tương đây cái đèn thì nó sẽ là tương đương với lại những cái chân này ra, những cái chân cái nỗ ra để nó cắm ra đèn. Đấy. Đây em sẽ lại mở tiếp cái con X6 nữa ra để cho các bác xem. Để các bác phân biệt. X6 nó có giống nhau không? Đấy nhá. Đấy. Đấy. X5 này, X5 thì nó sẽ không có mấy cái chân như này. Mấy cái chân hàn kiểu như là tín hiệu ra đấy. Đấy. Đây là mấy cái nỗ chân này này, các bác nhá. Mấy nỗ chân như thế này, có mấy con này là nó bỏ này, 1 này, 2 này. Đấy. Và 3. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy. 3 nỗ. Tương đương với lại ba con này. Đấy, thì con X6 thì người X6 nó cũng vậy. Đấy. Và dòng này thì thật sự các bác là rất là lành nha các bác nhá, rất là lành. Đây. Đây. Đây này là bản của X6 đây. Đây bác nhìn này. Các bác nhìn cái con này.
con X6 nó không khác gì nhau cả. Đấy, đây là xe là ba cái chân này, ba cái dây này. Đấy, thì nó sẽ luồn ra đây để nó ra cái điểm các bác nhá. Đấy, đây này ba cái dây này này, đây, dây này này để nó cấp vào mấy cái đèn nháy này các bác nhá, cái dàn đèn nháy này đấy. Nói chung là nó là main bản của X6, bản của X6. Đấy, đây nhá các bác cũng nhìn rõ nhá, cả cả cái chân này cũng vậy đấy nhá, chân con này X6 cái con này thì nó lại sẽ này làm nó lại không ra cái đường này. Đấy, nó sẽ không có cái đường này. Đấy, nhưng mà cái con bản X6 đây, gọi là bản X6 đi này, thì nó lại sẽ hàn ra cái chân này ra cho các bác đấy nhá, sẽ hàn ra cái chân này của tất cả các thông số này. Đấy, SI 49235 này, đây cũng vậy này, SI 49235 này, X20 này, đấy, đấy X2D đấy, đấy các bác chưa biết không, dòng này thì nó sẽ thiết kế nó sẽ bỏ cái mặt đèn nháy ra đấy, nó sẽ không bỏ mặt đèn nháy nhưng mà nó sẽ gọi là thêm được hai cái lỗ tín hiệu ra nữa. Đấy, con này thì nó sẽ không có hai cái lỗ tín hiệu ra đấy, nhưng mà nó sẽ con này nó sẽ có đèn nháy. Và linh kiện con này đều như nhau đây các bác nhá, đều là hai nguồn đấy nhá, đều là hai nguồn đấy, đấy nhé các bác nhá, đều là hai nguồn hết, không khác cái gì cả nhé các bác nhá, không khác cái gì cả. Đấy, đấy có nhìn chưa, không khác gì cả. Đây em sẽ quay cái này cho các bác này. Đấy, chip này 21375 này, ống bóng đi đưa lên này các bác nhìn nó rõ. Đấy, 21375 đấy. Đấy, đẹp chưa. Đấy, đây là con X6 thương hiệu của Nắp, X6 các bác nhá. Đấy, thương hiệu của Nắp, và đây là con X6 gọi là bản nâng cấp. Đấy, bản nâng cấp thì các bác có thể gọi X5 được, X6 đều được. Đấy, vì nhà nói chung cái dòng X thì là main của nó đều như nhau thôi. X5 mic main nó từ X5, X6, X7, đấy, X8. Đấy, X8 nó hơi khác một tí, X5, X6 thì nó đều là như nhau hết. Đấy, nó chỉ khác nhau với cái tín hiệu ra đèn này thôi. Đấy, đây là con bản X5 đời đầu nhé các nhá, bản X5 đời đầu đây. Đấy, bản X5 đời đầu thì nó sản xuất trước nên là cái linh kiện của nó thật các bác là nó rất là cũ đấy, và dùng nó thật các bác là nó cũng hay bị lỗi đấy. Là em cũng nói luôn là các bác lấy X cũ cũng được mà mới cũng được, bên em đều có hết đấy. Nhưng mà em cũng nói luôn là X5 đời đầu như thế này thì bên em chỉ bảo hành cho các bác là 3 tháng thôi nha các bác nhá, em bảo hành cho các bác 3 tháng nha. Còn riêng những cái dòng đời về sau này và chất lượng linh kiện cũng như nhau đấy, chất lượng linh kiện như nhau đấy, hàng cực chất đấy, thì những dòng này em bảo hành cho các bác từ 5 đến 6 tháng nha các bác nhá, từ 5 đến 6 tháng, và cái dòng này thì rất là lành, các bác chơi thì yên tâm không phải nghĩ rồi đấy, vì nó ra sau này nó sẽ linh kiện nó sẽ còn mới đấy. Các bác phải hiểu là ví dụ như là cũng như một cái xe máy này, các bác mà mua cái xe nào ấy mà nó sản xuất về sau này thì nó máy móc của nó rất là chất, nó còn rất là đẹp, nhưng mà kiểu đời Thanh đời Nguyễn ấy, thì các bác đi máy nó nong còng cọc, tất cả những cái linh kiện của nó đã bị rão hết rồi đấy. Thì cũng như là những cái con vang hoặc những cái đồ điện tử thôi đấy, những cái con mà đời sâu đời cũ quá thì những cái linh kiện của nó sẽ bị già linh kiện đấy, dần dần thì nó sẽ bị chết đấy, các bác dùng một thời gian nữa thì nó sẽ bị chết. Còn riêng những cái dòng mà nó sản xuất về sau này đấy, hàng bãi, những cái dòng này tất cả đều là hàng bãi hết. À, chào các bác nhá, sản xuất về sau này ấy, thì nè cái linh kiện nó còn rất là đẹp và mới, linh kiện đẹp và mới đấy, thì cái độ bền của nó sẽ cao hơn là những cái linh kiện cũ đấy, là mình hiểu đơn giản nó là vậy thôi đấy. Nên là những cái dòng này thì em bảo hành cho các bác từ 5 đến 6 tháng cho các bác nhá. Đấy, thì em cũng nói luôn về cái mức giá để cho các bác được biết cái mức giá, thì riêng cái con bản cao cấp như thế này bên em thì đang bán với mức giá là 2.500.000 2.500.000 đấy. Và các bác nào chuyển khoản hết cho bên em thì bên em sẽ khuyến mại cho các bác một cái khiển nhé các bác nhá, khuyến mại cho các bác một cái khiển đấy, để các bác khiển con này, nó có cả khiển nhá đấy, thì em sẽ khuyến mại cho các bác. Còn các bác nào mà không chuyển khoản thì các bác sẽ chịu thêm 70.000 tiền khiển nữa nhé các bác nhá, cộng thêm 70.000 tiền khiển nữa.
Và cái giá 2,5 triệu này em đã bao gồm phí ship cho các bác rồi. Đấy, bao gồm phí ship cho các bác. Còn bác nào chuyển khoản hết thì em sẽ khuyến mại khiển. Đấy, còn không chuyển khoản thì các bác gọi là thêm cho em 70.000 tiền khiển nữa nha các bác nhá. Đấy. Còn giá 2,5 triệu thì em bao ship cho các bác. Và đây em sẽ phương ra hàng về, em sẽ test thử cho các bác về cái chất mic. Đây, em đang test đây. Đây. Và màn hình con này nó rất là sáng. Màn hình con này đấy. Đấy, không bị gọi là khuyết cái gì cả, màn hình đẹp luôn. Đấy, em sẽ thử cho các bác. Alo, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Đây, em sẽ mở ra các bác thử một đoạn nhạc để các bác nghe cảm nhận qua cái con này. Đấy. Còn rất là nhiều đấy, nhưng mà cái đồ rất là đẹp, em muốn giới thiệu cho các bác để các bác được sở hữu những cái dòng gọi là hàng chất lượng cao như này nha các bác nhá. Rất ít khi là có được những đồ nó đẹp như này. Ở đấy thì các bác có gì thì cứ liên hệ với em, thì bên em bây giờ hiện tại là hàng đang tiếp tục lại về những dòng súp thương hiệu của 5S, súp 50 rất là đẹp. Đấy thì có gì là em sẽ lên video sau để giới thiệu cho các bác những dòng loa súp. Đây thì bác nào mà có nhu cầu đi hàng thì điện thoại trực tiếp vào số điện thoại 0985778338 và 0937344356. Em ở số 89 đường Hoàng Văn Mỹ, Hồ Quyền, Hải Phòng. Sau đây thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video. Cũng xin chào tạm biệt các bác. Và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.